Cũng giống như Đức Thầy thường hay chỉ cái cảnh đạn đó chứ chúng ta biết là mặt hoài gượng gạo bảy mươi chứ trong tim phổi rối nùi như tơ hay là tiếng chào mừng cửa miệng làm màu chứ trong tâm ý mưu mô đủ kế thì người ta sẽ nhìn qua cái động thái đó để người ta đánh giá được mình có thật lòng hay không. Cố kỵ khi thấy người nào mà hơn mình đó mình không bao giờ chịu. Mình mong muốn làm sao là mình phải có những cái cuộc chiến mà cuộc chiến đó là nó gây ra cái khoảng cách giữa người và ta mà cái sự phân biệt giữa người và ta đó thì chúng ta lại sống trong cái tâm trần tục mà thầy nói tâm trần cột tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Cho nên nó qua đó người ta sẽ đánh giá được mình đó chứ không phải là không đánh giá được đâu. Cho nên cái người này mà thiện cảm hay hoặc là người này hung dữ hay hoặc là cái người này họ đã thật là một cái người hiền đức hay hoặc là cái người này đó không phải là người hiện đức mà chỉ là mượn cái vẻ ở bên ngoài thì người ta đều nhận định hết thì hôm nay đi đến đây thì đại cũng gặp lại huynh nghĩa và dạ, thì huynh ơi thì trên cộng đồng mạng mình á thì hôm nay có nói như thế này nè thì một cái vị sư mà thích minh tánh á thì có lên tiếng là phản ánh về cô phương hằng thì cô phương hằng có những cái lời mà không hay về những cái nhà sư đó thì thì hôm nay thì cũng mong huynh diêu viên nói cho người nghe và bắt đầu cái con đường tu tập thì nếu mà mình xúc phạm những vị sư thì mình sẽ như thế nào dạ nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật lời đầu tiên con xin trân trọng kính chào toàn thể cô bác anh chị em đang xem qua những màn ảnh của kênh youtube quen thuộc của mình thưa quý vị À, thật ra thì à, đối với lại à, người tu tập á, thì chúng ta sẽ à, không có bàn nhiều về những cái chuyện thị phi đúng sai ở thế nhân à, con à, rất là 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 mong muốn tất cả cô bác anh chị em chúng ta ai cũng sự giữ được cái niềm quả ái cũng giống như là đức phật dạy mỗi con người chúng ta mà trở về với chân lý thì cần có ba điều mà chúng ta làm một là phải mở tâm từ rộng lớn hai là phải à, dùng ái ngữ ba là chúng ta phải luôn lấy từ bi làm nền tảng để chúng ta thành tựu được con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. thì hôm nay lại trên cộng đồng mạng thì xảy ra một cái sự việc mà nó cũng là một cái đề tài rất là nóng, hay nói đúng hơn là người ta thường gọi là drama. thì nói chung là cô Phương Hằng cô cũng đã có những cái lời nói khi mà nhận định đến sư Minh Tuệ trước một cái buổi live stream thì cô cũng nhắc là nói đến ông minh tệ thì quý vị rất là thần tượng nhiều cũng có năm mươi ủng hộ năm mươi thì lại là à, không ủng hộ nhưng mà tôi nói với quý vị hãy tôi không quốc thì thôi mà tôi quốc là không trượt phát nào thì đó là cái câu mà cô nói trước công chúng thì làm cho những ngày gần đây quý vị cái làn sóng dư luận hay hoặc là có những cái người thì đồng tình với cô rất là ít nhưng bên cạnh đó thì có những người mà người ta phản ánh với cô rất là nhiều khi nói đến một bậc chân tu mà đã có hạnh lành à, chiếm đến cái tình cảm của tất cả mọi người ở à, trong nước và ngoài nước từ đó nó đã tạo ra một cái hiệu ứng đám đông mà làm cho tất cả những anh em à, làm bên cái nghề youtube thì người ta cũng rất là để tâm đó. rồi à, lại là nói chung trong cái đời sống cộng đồng mỗi khi mà cái gốc quay của YouTube đến đâu thì từ thành thị cho đến nông thôn, từ những cái người dân bình thường cho đến những cái nhà luật sư trí thức thì cũng nói về cô Phương Hằng, à, cô có những cái lời nói mà nó không mấy là mang đến cái thiện cảm cho tất cả mọi người. Từ đó mà gây cho tất cả những cái fan mà hâm mộ cô á thì từ trước tới giờ người ta cũng rất là thiện cảm nhưng mà khi nhắc đến tên Sư Minh Tuệ qua cái nhìn của cô và những cái lời nói hay hoặc là cái cử chỉ của cô đó thì làm cho những anh em đó người ta lại có những cái băn khoăn cái trăn trở mà người ta mong muốn làm sao đó, là để có cái tiếng nói của những cái người mà người ta hiểu qua về cái sự việc trong cái cuộc sống này để đem lại cái sự bình yên cho tất cả mọi người thì cái góc nhìn của cô phương hằng thì anh nghĩ là cái đó cũng tùy theo trong mỗi con người khi mà người ta có được cái sự nhận định đến một cái nhà sư ha hay hoặc là một cái hiện tượng sự vật nào trong thế gian thì đó là quyền của con người nhưng khi đưa ra mà à, trong cái cộng đồng mà anh em người ta nhìn về sư minh tuệ với cái góc nhìn mà đó là một bậc chân tu mà đã trải qua bao nhiêu lâu rồi đó mới có được cái người mà lại thực hiện cái hạnh phật mà chân chánh như vậy cho nên đó thì đó là cái quyền của mỗi con người thì anh nghĩ rằng do mỗi cá nhân người ta tư duy, người ta suy nghĩ thôi. Còn như hôm nay đó, đối với lại anh là một cái người mà nghiên cứu về Phật Pháp á, thì anh nghĩ rằng á, mình tu tập á, thì luôn lúc nào mình cũng nhớ đến về thước đo nhân quả. Đó là một cái luật mà rất là nghiêm minh. Khi mà mình nhận định qua cái mà tư tưởng của riêng mình á, nếu mà mình còn trong sự đúng sai phải trái hay hoặc là còn trong cái sự tư thù hay hoặc là mình nhìn cái góc nhìn thiếu sự sáng suốt á, mà nó mất đi cái chánh tri kiến nhà phật á, thì đây là một cái tai họa rất là lớn về nhân quả tại sao vậy thì tại vì trong cái thế gian này nếu mà mình nhìn ở cái góc độ của mình không thì chưa có hoàn toàn là đúng Đó, có đôi khi đúng với mình nhưng mà đến với cái người kia thì người ta nhìn ở góc độ khác thì người ta nói lại là sai cho nên đúng sai phải trái thì nó cũng gây cho cô bác anh chị em chúng ta có nhiều cái suy nghĩ lắm cho nên đối với cái người tu á, thì đức thầy dạy chúng ta đó là chữ thứ nhất à, cho dân biết một đầu chánh kiến trí linh mẫn nhìn xem các chuyện phải đừng cho làm lạc nẻo tà dù việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tận tội với phước xét coi nhiều bận mới khỏi làm tà kiến đem vào cho nên qua đây thì anh thấy như thế này đứng về cái góc độ của anh đó thì anh suy nghĩ á đối với những cái bậc chân tu đó không biết là người ta, ta tu giả hay hoặc là người ta tu thiệt ha thì nhìn với cái 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 ánh mắt đời thường thôi thì mình thấy có đôi khi á, những cái người thiệt á, thì cũng bị khoác lên mình cái chiếc áo sa môn rồi ôm bình bát đi giữa đời thường á để kiếm ăn á thì người ta cũng nghĩ rằng à, cái đó là do cái cuộc sống sinh hoạt nhu cầu thôi nhưng mà có những người mà người ta giả tăng á những người giả đạo bồi hồi á thì làm cho tất cả mọi người trên cái cộng đồng đó, người ta rất là bức xúc, đó. tức là lợi lợi dụng về tôn giáo để lấy tiền gạt lừa bổn đạo lấy tiền để sống đó thì những cái người đó là người ta không không có mấy gì người ta tán đồng. Đó. cho nên qua đây đó thì huynh thấy như thế này đối với người người tu là mình rất là cẩn thận uh, để mình có được những cái phút giây mà bình yên trở về với nội tâm để mình cố gắng mình tìm cái sự an lạc thì vui tinh thần là một cái món vui mà dù cho chúng ta có tiền đi chăng nữa mà nếu mà chúng ta không quân tập á là diệt trừ đi tất cả cái những vọng niệm hay hoặc là những cái sự mà suy nghĩ đúng sai phải trái đó thì tâm của chúng ta cũng sẽ bất an cho nên qua đây anh nhớ trong cái cái môi trường Phật pháp á mà nhất là trong lịch sử Phật gia thì có nhiều cái câu chuyện một khi mà người ta nhận định đến một cái vị Sa môn nào đó tu hành chân chánh mà bị sai làm rồi thì cái hậu quả nó nó đắng cay lắm dạ cho nên đệ còn nhớ đó trong thập đại đệ tử của đức phật thì có ngài xá lợi phất à, ngài là một cái vị mà trí tuệ đặc biệt nhất đó ha Ồ, cho nên đó là khi mà ngài đến núi kỳ Sao quắc á ngài ngồi trong một cái buổi mà ngài giá lại những cái y của mình sau những cái năm tháng mà đã đi quá duyên ở trong cái đời thường thì lúc đó ngài đã buộc cái ý niệm mình một cái ý niệm thanh tịnh mà trong cái trí tuệ thiền định của ngài thì rất là an nhiên tự tại trong cái giờ phút đó thì tự nhiên có hai cái con quỷ một quỷ là già la và một con quỷ là ubai già la thì sau khi mà bay qua rồi đó thì con quỷ già la tự nhiên nó lại khởi lên cái ý niệm khi thấy được cái thân tướng trang nghiêm của một vị sa môn đang ngồi tĩnh tọa trong hang đá vậy thì ý nó muốn khiêu gợi á mà à thì thường là cái 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 tâm của những cái loài quỷ đó nó sân hận lắm nó hay khi chiến lắm cho nên là nó muốn đánh vào đầu của 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 ngài xá lợi phất đang tĩnh tọa vậy thì con quỷ uba già la nó mới cản lại nó nói nè không được nha đừng có nên đánh vào những cái gì mà sa môn tu hành chơn chánh như vậy ngày đó là ngày mà có một cái quay thần rất là đặc biệt mà có cái trí tuệ rất là siêu sức đó là một trong thập đại đệ tử đó. những đại đệ tử lớn của chư phật đó người đánh vào đó thì hậu quả rất là khôn lường nhưng mà con quỷ già la thì nó cãi lại nó nói chẳng lẽ là mình thua sa môn sao đó. cho nên nó là con quỷ Ba già la nó nói nếu mà ngươi muốn đánh thì ngươi nên nhớ khi mà đánh vào rồi đó dùng sức mạnh đánh vào đó thì bốn phương rung chuyển trời đất sẽ rung chuyển đó rồi mặt nước đứt ra đó vậy thì những cái vị mà thiên dương đã hay tin rồi đó thì đây là một cái kết đắng cho nhà ngươi đó ta không thể nào ở đây được đâu cho nên nó bỏ nó đi thì cái con quỷ già la này nó cũng dùng cái sức mạnh nó đánh vào đầu của ngài xá Lợi phất thì liền theo đó là bốn phương rung chuyển trời đất đó là giang rền lên tiếng sấm và sau đó thì đất nứt ra và nó rơi vào trong cái địa ngục đó cho nên uh, ngày ngày xá lợi phất uh, thì lúc đó ngài ngồi tỉnh tỏ rất là an nhiên mà ngài không có thấy gì nó nó lại là làm cho mình phải thổn thức thì lúc đó ngài xá lợi phất ngài ngồi rất là an nhiên đó, sau khi đó thì ngài lại à, ngài lại đứng lên một cái cách trang nghiêm và đi về kỳ viên tịnh xá để gặp lại à, đức thế tôn thì sau khi gặp đức thế tôn rồi đó ngài cũng xá lại và ngài ngồi xuống cạnh bên thế tôn thì thế tôn hỏi này xá lợi phất hôm nay à, thân của ông có được mạnh khỏe không thì ngài xá lợi phất nói bạch thế tôn hôm nay con cũng thấy à, thân của con rất là an đó. Nhưng mà có điều thì đầu con hơi nhất Thì lúc đó là Đức Phật mới nói này Ta nói cho con biết á Lúc nãy con ngồi tỉnh tọa ở kỳ sầu quật Thì lại là có con quỷ già la Nó bài ngang Nó đã dùng tay đánh vào đầu người Nếu mà nó dùng tay với cái sức mạnh đó Mà nó đánh vào núi Tu Di đó Thì núi Tu Di cũng được chẻ hai và tan rã đó, Cho nên là Ngươi chỉ bị nhức đầu thôi Thì trong khi mà nó hành sự như vậy đó Do đó bất kính với một vị sa môn mà nó phải là xa thân đọa vào trong cái địa ngục đó thì uh, qua như vậy đó mình mới thấy được từ cái câu chuyện đó cũng đã uh, giúp cho chúng ta uh, mở ra một cái mối gút trong khi đó, đó người ta tu hành đó thì đối với sư minh tuệ thì ngài là sống cuộc đời vô ngã rồi cho nên đối với tất cả những cái buồn vui thế sự thì ngài cũng không màng đến À, mà những ai mà ghét ngài hoặc là thương ngài thì ngài luôn lúc nào cũng cầu phúc cho tất cả mọi người cho nên qua đây đó thì chỉ có cách là con người ta khi mà thấy một cái người nào đó họ đã được mọi người kính ái thì chúng ta lại có cái, cái, cái tâm đố kỵ muốn nhìn sư với một cái ánh nhìn là làm sao để có thể là so sánh với cái địa vị của sư bây giờ hay hoặc là chiếm lấy cái tình cảm của cộng đồng cho nên nó là có thể mình đánh bóng tên tuổi hay hoặc là nêu cao được cái khí phách của mình hay hoặc là lòng tự trọng của mình đó mong muốn rằng tất cả mọi người đó ai cũng phải là cái người đứng thấp hơn mình cho nên từ cái lòng tự trọng đó mà con người ta lại nảy sinh ra cái ý niệm tư thù nhưng mà trong cái tư thù đó lại thiếu một cái chánh kiến của nhà Phật là cái sự mà thiếu đi sự sáng suốt đó. khi bị vô minh mà nó giấy khởi rồi thì con người ta lại là lại là hành động nó thiếu suy nghĩ từ cái hành động thiếu suy nghĩ dội vàng đó mà nó đã gây ra một cái hiệu ứng mà đến đổi đó thì quý vị thấy chỉ cần có một cái câu nói chị hằng là là nếu mà chị không 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 quốc thì thôi hệ Quốc đó thì là không trượt phát nào và đặc biệt đó thì À, chị lại hẹn ngày 20 sắp tới có một buổi live stream mà cái buổi live stream đó chị sẽ nói lên những cái điều sai của của sư minh tuệ và điều đúng của sư minh tuệ thì qua đây mình mới thấy được không phải là chị có cái thiện cảm đối với sư minh tuệ đâu tại vì sao tại vì bao nhiêu nhà luật sư bao nhiêu nhà trí thức và bao nhiêu người người ta đã có nghiên cứu về phật pháp khi nhìn cái ánh nhìn về chị nếu một con người có thiện cảm thì câu nói nó rất là nhẹ nhàng nó rất là hòa ái còn chỗ này thì là hầu như thấy chị có cái động thái là thách thức nhiều hơn là những cái lời thiện cảm đối với sư Minh Tuệ. Cho nên đó là sư Minh Tuệ một người tu không có động chạm gì mình. Tự nhiên chị lại nhắc tên của sư Minh Tuệ để làm gì? Phải không? Rồi lại là chỉ ra cái cách mà à, sai của sư Minh Tuệ và đúng của sư Minh Tuệ. Thì như vậy là sư Minh Tuệ là một cái người mà um, đã có những cái mà sơ xuất trong cái uh, cuộc sống uh, về uh, nghiên cứu về Phật Đạo của mình Hay hoặc là có cái chứa hướng Tìm cầu về con đường giác ngộ Cho nên chỉ là cái người mà tu cao Hơn sư Minh Tuệ mới có được cái nhận định Là đúng sai Chứ thật ra đó nếu mà mình chưa có đi vào Trong cái môi trường Phật Pháp Mà mình chưa thực hiện được Những cái giáo điều đó hay hoặc là những cái công án đó Để cho tâm mình được an Thì làm sao mình nhìn ra được một Bậc Đạo Sư Chân chính vậy để mình thấy cái sai của họ Cho nên đó một đứa học sinh mà nhìn thấy một cái bậc giáo sư đại học mà đưa ra cái nhận định đúng sai thì đứa học sinh này nó phải là một thiên tài phải không hay hoặc là nó là một thần đồng nó mới có thể nhìn ra được cái điểm sai của một cái vị giáo sư đó cho nên ở qua đây người ta nghĩ rằng là chỉ có những cái lời nói mà nó vượt qua cái khả năng mà suy nghĩ của mỗi con người cho nên từ đó mà người ta không có chấp nhận và đã có bao nhiêu cái lần sống người ta phản biện rất là gay gắt đối với chị cho nên đó là nghĩ rằng đó chị mới ở trong t30 ra thôi à, mà lại là tạo nên những cái cơn sóng mà nó phản biện gây nên đó là cái những những cái cuộc mà người ta ngao du sơn thủy trên cộng đồng mạng à, nó rất là sinh động thì đây là một cái hiệu ứng nữa cho nên qua đây đó thì mình mới thấy cái chuyện của ngài xá lợi phất mà khi con quỷ già la đó nó đã gây ra À gây gây ra cái trạng huống đó để cuối cùng rồi phải xa vào trong cái nơi tâm tối như vậy. Còn đối với một cái người thường ở bên ngoài, nếu mà mình nhìn một cái bậc đạo sư đó, đó mà mình nhìn qua lo bằng những cái dẫn kiến pha màu ở bên ngoài, ở à, theo cái tâm tư, cái ý nghĩ của mình á là các ông đó như vậy, như vậy á, được mọi người kính ái á, thì ông lại đi tu là không có làm cái hạnh nguyện gì hết, không có đem lại gì cho ít nước lợi dân thì mình chỉ nhìn nhìn bằng cái ánh nhìn của con mắt đời thường thôi mà chưa thẩm thấu được trong khi đó những cái bậc đạo sư đó người ta đã hy sinh cuộc đời tìm cầu được con đường giải thoát chỉ cần nhìn qua sư minh tuệ thôi với cái thân giáo của ngài người ta đã chuyển đổi được những cái nghiệp dữ thành cái nghiệp lành à, có một cái câu chuyện mà các anh này lên clip ảnh kể là gần nhà anh có một cái người cho dai chỉ cho dai là một cái ngày một ngày vậy đó là chỉ thu vô là bốn năm triệu tiền tiền lời á À, chị nghĩ là đối với lại à, đối với lại à, luật pháp nhà nước á, thì chị cho giai như vậy đó là chị là cái người mà có tội nhưng mà đối với những người mà đang gặp cái hoàn cảnh cơ nhở thiếu thốn mà chị giúp cho người ta để có được tiền xây sở mà kiếm cái xanh nhai như vậy á, thì chị cũng là một cái người có nghĩa có tình đó nhưng mà khi mà chị chị nói rằng á, là à, cho người ta dai vậy rồi người ta không có tiền mà người ta trả cho chị đó thì người ta đem đến thế chấp đồ đạc đồ này nọ thì chị cũng phải làm sao là giữ được cái số đó để mình vốn lại phải giữ vốn thì chị làm nghề đó chị cũng thấy là nó có cái gì đó rai rất nhưng mà từ khi mà thấy được sư minh tuệ đó mà ngày đã có những cái lời khuyên rất là chân tình khi mà mình làm nghề cho dai đó mà nếu mà cho dai á mà mình giúp đỡ được những cái người đó thì rất là tốt nhưng mà cho dai nặng lãi mà mình thừa cơ hội đó để mà mình làm giàu trên cái xương máu của mọi người đó thì đó là một cái nghiệp gây ra rất là lớn cho nên từ cái mà lời khuyên của sư minh Tại như vậy đó mà cô đã chuyển nghiệp đó trở thành là một cái người mua bán tập quá và chấm dứt ngay cái nghề cho dai đó thì mình mới thấy à thì ra đây là một cái mà người ta chỉ cần nhìn qua cái hạnh lành của sư minh tuệ người ta đã chuyển được cái nghiệp duyên của mình rồi đó. rồi cái thứ hai nữa thì mình thấy trên cái lộ trình mà sư minh Tại đi ngang một cái người mà bán chim nó mới đại còn nhớ không à người ta bán chim bán chim cảnh rồi rất là nhiều đó, thì lúc đó đó sư minh tệ đi ngang đó thì ngài chỉ chấp tay lại gì rồi đó ngài giống như là một, có một cái lời nguyện gì đó tha thiết chân tình đó ngài trong khi đó thì cái ông chủ bán chim á ảnh đem nào là nước rồi nào là bánh ra để đeo gieo duyên với ngài thì ngài không nhận mà ngài chỉ cúi đầu lại ngài nguyện cầu cho những chú chim đó thôi thì ông chủ ông hiểu được mình cần nên làm gì để có thể là giúp cho sư minh tuệ à, sẽ 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 an lạc hơn trong cái tâm thức của ngài mà ngài không thấy rằng từ tâm của mình nó chạnh cảm khi thấy những cái loại chim bị nhốt như vậy thì ông liền kêu à, là những cái người ở của ông đó là mở lòng chim thả và ông nguyện sẽ đổi nghề đó mới để thấy không cái từ trường của sư minh tuệ là như vậy đó người ta tuy là không nói nhưng mà đã giúp cho bao người đó là anh thấy những cái người mà lên đó người ta tự sự người ta thuật lại là hồi đó tôi dày 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 nhưng mà khi thấy sư minh tuệ là cái người mà tu hành chân chánh như vậy rồi đó là tôi phải chuyển nghiệp à, rất là 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 cảm ơn sư minh tuệ qua những cái hạnh lành đáng kính đó cho nên đó là chỉ vì như thế thôi mà cái ánh nhìn của mình là nói sư minh tuệ không làm gì hết thì tội nghiệp cho sư mà từ trước tới giờ đó Mình cũng đâu có thấy được Phật Còn trụ thế dạy mình dạy 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 đó Mà mình lại phải sửa đổi nghề nghiệp của mình đâu Nhưng mà sau khi mình đọc lại lịch sử Phật gia Hay hoặc đọc trong giáo lý của nhà Phật Thông qua cái là mình phải giữ giới làm lành ăn chay niệm Phật Thì tự nhiên mình lại có một cái 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 um, lòng tự nguyện tự nguyện là làm theo cái hạnh lành của phật để mình sống trong cái nghệ thuật mà chân thiện mỹ để trở thành những con người hiền từ đức hạnh và luôn đem cái phước lành này lại giúp cho tất cả mọi người cũng chung được cái niềm hạnh phúc như mình cho nên qua đây đó thì có những người người ta hỏng cùng chung cái góc độ hỏng cùng chung cái biên độ đó cho nên thấy sư minh tuệ là một cái người mà không có làm gì giúp ích cho đời từ đó mà có cái thành kiến tạo ra cái thành kiến đó cho nên đó là mặc dù á, thì hồi à, hôm qua cũng có mấy đệ nói lại lại uống cà phê rồi cái cũng tâm tình nhau nói anh nghĩa hôm nay á, em thấy là chị hằng quay xe rồi đó, chị hằng lại nói là kêu thầy minh tuệ là thầy không hả à? rồi nói là à, biết là tôi quốc à, không trừ phát nào mà quốc ai không đó rồi à, sẽ nhận định 50-50 là như thế nào không cho nên là chưa gì hết là các vị đã nhảy đông đổng rồi Cho nên là đối với một vị sư chân chính vậy đó Thì người nghèo tôi còn lại thấy thiện cảm Thì đối với sư minh tệ tôi đâu có phải xúc phạm như thế này thế nọ Nhưng mà bên cạnh đó thông qua cái clip đó nữa Mình coi tiếp nữa thì lại là Cô có những cái lời mà mình mình nói thì mình nhắc lại Thì mình cũng ngại miệng Đối lại với du tăng khắc khỉ minh tánh á thì phải tặng cái đồ này áo đầm hay hoặc là tặng <laughs> vật này vật kia rồi đó thì lại là cái mà gây nên cái sự bức xúc cho nên qua đây đó thì mình mình thấy đó thì đối với một cái người mà có thiện cảm hay không có thiện cảm thì làm sao mình nhận biết được người đó có thật lòng hay không thì mấy đệ biết đó trong thước đo giáo lý nhà phật á, gọi là thánh giáo lượng á thì ngài đưa ra một cái chuẩn mực khi con người mà tâm của người ta từ bi thánh thiện rồi đó thì những cái vọng chấp phiền não của chúng sanh nó không có còn nếu mà ai mà chưa vượt qua được những cái thói quen á cái thói quen của mình là gì những cái thói quen đó là thành kiến cố chấp sự chần chờ lòng ham muốn tánh kêu ngạo tật đố dèm xỉm vua nịnh ích kỷ tư tâm À, cho nên qua đây đó thì trong tâm thức của mỗi người khi con người mà người ta sống trong cái tâm bình tánh tịnh đó thì những cái trạng thái hay hoặc là những cái lời nói của người ta nó không bao giờ khiếm nhã là tại sao là tại vì trong cái phương pháp mà tu tâm nó mới để biết á nó gồm có căn bản phiền não và tùy phiền não căn bản phiền não là người ta vượt qua 10 cái món kiết à, sử đó là gì đó là tham sân si mạng nghi ha rồi năm món ngũ động sử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Đó. Còn nói về tùy phiền não thì nó gồm có 20 món phiền não là phẫn, hận, não, phú, tật, sang, cuốn, kiêu, xỉm hại, vô tàm, vô quý, trạo cử, hôn trầm, phóng vật, bất chánh tri, thất niệm. Đó thì bây giờ đó mình nhìn xem coi những cái người nào mà người ta chưa vượt qua được cái phẫn lại gì là giận cái hận là cái hờn tức là nó nuôi cái giận đó đó giận nhưng mà giận lâu dài thì người ta gọi là là hận ha não là gì là não loạn phú là gì sự che đậy che đậy cái gì che đậy những cái mà um, lỗi lầm của mình đó để cho tất cả mọi người đừng có biết những cái lỗi lầm của của mình trong khi đó đó mình dùng cái 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 lời qua mỹ ở bên ngoài nhưng mà trong tâm mình đó thì mình không phải là như vậy cũng giống như đức thầy thường hay chỉ cái cảnh đạn đó cho chúng ta biết là mặt hoài gượng gạo bảy mươi chứ trong tim phổi rối nùi như tơ hay là tiếng chào mừng cửa miệng làm màu chứ trong tâm ý mưu mô đủ kế thì người ta sẽ nhìn qua cái động thái đó để người ta đánh giá được mình có thật lòng hay không đó thì cái đó gọi là gì là phú rồi tật là gì tật đó là tật đố là đố kỵ khi thấy người nào mà hơn mình đó mình không bao giờ chịu mình mong muốn làm sao là mình phải có những cái cuộc chiến mà cuộc chiến đó là nó gây ra cái khoảng cách giữa người và ta mà cái sự phân biệt giữa người và ta đó thì chúng ta lại sống trong cái tâm trần tục mà thầy nói tâm trần cục tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi lương hội cho nên qua đó người ta sẽ đánh giá được mình á chứ không phải là không đánh giá được đâu cho nên cái người này mà thiện cảm hay hoặc là người này hung dữ hay hoặc là cái người này họ đã thật là một cái người hiền đức hay hoặc là cái người này đó không phải là người hiện đức mà chỉ là mượn cái vẻ ở bên ngoài thì người ta đều nhận định hết. Yeah. Trương Minh Tuệ là một cái người mà từ trước tới giờ đó ngày đi tu đó mà trải qua một cái quá trình mà rất là dài dạng xuất hiện trên ống kính trên cộng đồng mạng để mọi người mà biết đến thậm chí những cái người mà nghiên cứu trong cái bộ bách khoa toàn thư thế giới đó thì người ta cũng đã ghi danh ngài cho nên đó là người ta biết ngài rất là cặn kẽ. Còn trong cái lúc mà cô Hằng cổ nói là cổ biết sau lưng Sư Minh Tuệ là ai hay hoặc là trước mặt gì đó Thì cái đây chẳng qua là thăm dò ý kiến của tất cả cộng đồng Khi cổ muốn tạo ra một cái drama nào đó để có thể là um, biểu dương được à, cái sự hiểu biết của cô Cô cũng từng nhận định cô là một người mà tu theo trí tuệ mà À, một doanh nhân mà một cái người mà phó chủ tịch hội đồng quản trị của khu du lịch đại nam thì nói chung là về cái học hàm học vị hay hoặc là về trình độ nhận thức thì đâu có thua ai đâu phải không cho nên qua đó đó thì trong cái lúc mà cô ở T30 thì lúc đó là Sư Minh Tệ xuất hiện thì làm sao cô có thể quan sát mà cô biết được Sư Minh Tệ thế này thế kia, phải yeah. không? Cho nên qua đây đó thì chỉ là một cái cuộc thăm dò. Sau khi mà cô muốn mở ra một cái đề drama nào đó mà cho cộng đồng biết đến cô rất là nhiều. Từ đó đó thì quý vị thấy là trong cái sự nhận thức của mỗi người đó, khi nhìn một cái người mà chân tu tâm đạo đó, thì trong cái lý lẽ nhiệm màu của Phật pháp trong cái thế giới tâm linh, không phải là chúng ta nhìn đơn sơ qua lo để mà chúng ta nhận thấy được cái hạnh lành của người đó. À, cho nên đó, đối với sư Minh Tuệ sau khi mà anh cũng chỉ là một cái người mà được đọc qua về cái sự liệu trong Phật giáo hay hoặc là thu thập những cái kinh nghiệm mà của các bậc thiền gia thạc đức á thì mình mới thấy được à thì ra đó đối với cái bậc chân tu á mấy đệ người ta mà đã theo đuổi cái con đường tu tập khi mà đã gửi trọn cái niềm tin vào một cái người nào đó thì chính cái người đó là điểm tựa tinh thần Cũng giống như bây giờ Sư Minh Tuệ cũng đã từng thố lộ cho chúng ta Khỏi phải thông qua cái câu nói mập mờ của cô Phương Hằng Thì tất cả tất cả mọi người, anh em của chúng ta đều biết rồi Sư Minh Tuệ thần tượng nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Mà Ngài đã thố lộ ngay từ buổi mà Ngài còn khi nhập ngủ rồi sức ngủ đó Về là Ngài đã tập ăn một bữa rồi ngồi thiền ha thì lúc đó là Ngài đã nghiên cứu kinh điển của nhà Phật Và Ngài đã thấy rằng khi mà con ra đời con làm đó Con ngồi có thật nhiều tiền nhưng mà con ngồi trên đóng tiền Con cũng không thấy được hạnh phúc, con vẫn thấy khổ đó Thì chỉ có cái con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là con đường chánh đẳng, chánh giác, vô thượng Cho nên con đi theo cái con đường đó để học được cái hạnh đó mà tìm được cái con tìm được cái ánh đạo là vô thượng chánh đẳng chánh giác để trước là cứu khổ cho cha mẹ À, à. sau đó thì cứu khổ tất cả chúng sanh, cho nên đó là cái điểm tựa tinh thần mà vững mạnh nhất đó là Đức Phật thích ca mâu ni. Chứ ngoài ra sư Minh tuệ đã buông bỏ hết tất cả những cái mà danh lợi ái tình là cái niềm hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời này rồi. Ngài không có tranh đua với ai ngài không có phải là là tìm ở một nơi nào đó để làm mua lợi riêng tư cho mình. Thậm chí ở gia đình cha mẹ đã cho đất cát ruộng vườn nhưng mà ngài đã từ chối một cách là ngài đã 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 xin cha mẹ chỉ hai chữ xuất gia. Mà cái người xuất gia thì quý vị biết nó có ba giai đoạn. Một là xuất thế tục gia là đi ra khỏi nhà thế tục. Hai là xuất phiền não gia để không còn tham sân si chuyển hóa được cái đó ba là người ta sẽ xuất tam giới gia là đi ra khỏi nhà lửa tam giới đó là dục giới sắc giới và dục sắc giới. Vậy thì cái điểm tựa của sư của 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 sư Minh Tệ á, thì chỉ có là cái niềm tin đặt trọn ở giới luật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã thành tựu qua những cái giới luật đó để trở thành là bậc vô thượng yư. À, cho nên bây giờ đó thì mình đã thấy được những cái ống kính của các anh youtube mà soi lại cái cuộc đời của sư minh tuệ đó mà từ nhỏ cho tới lớn rồi khi gia nhập vào trong quân đội sau khi mà ra ngủ rồi đó lại là làm một cái nhân viên địa chính rồi sau đó thì lại nghiên cứu đi đến chùa này á, đi đến tu viện nọ hay hoặc là ngày đi bộ hành từ nam ra bắc như thế nào thì quý vị đã thấy rõ ràng vậy thì ngài đâu có theo ai mà đâu ai ở sau lưng sư minh tuệ phải không đó mà chỉ có một cái là Ngài là phải cố gắng làm sao đó Giữ từng bước chân giải thoát của mình Giữ từng cái chánh niệm đó Trong từng hơi thở của mình Và luôn lúc nào cũng tinh tấn Nỗ lực bằng cách là quên đi giấc ngủ thế gian Để ngồi lại thiền định đó Thì lúc nào cũng nhắc nhớ mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nỗ lực Trong 6 năm khổ hạnh như vậy đó Để thành tựu được tam minh Thì mình bây giờ đó cũng phải làm sao Nhắm được cái hướng đi của của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nơi đó là nơi mà chúng ta đến là Niết Bàn Trụ xứ bất diệt bất sanh của mình Cho nên đó là theo con thấy đó thì Ở phía sau lưng của Sư Minh Tuệ đó quý vị à Là cái thần lực tam bảo gia hộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Rất là vững chắc Cho nên từ cái lòng từ bi vô ngã dị tha kiên trí nhẫn nhục đó Mà đã tạo nên một sức mạnh như thành đồng giá sắc mà chỉ cần cô Hằng mà nói là một cái tiếng nói là nó không phải là là cái sự thiện cảm đem đến để kết nối cái thiện duyên với cái người tu học mà có những cái phản ứng à, rất là gắt gao thôi à, một cái sự so đo hay phân tranh cái ngôi thứ của mình thôi thì lòng dân mà quý vị lòng dân đó là cái sức mạnh của sư minh tuệ đó là những cái người mà đã theo được thấy được sư minh tuệ qua cái hạnh lành đáng kính giữ giới rất là nghiêm minh một ngày chỉ ăn một bữa cơm chay rất là thanh đạm uống thì uống nước lọc không cần phải cà phê hay trà đường những cái loại quá chất nào hết nhưng mà sức mạnh của ngài vô sông và cái lòng từ bi của đức phật đối với tất cả mọi người đó thì đi yêu thương từ những cái con dung mà khi mà ngài đi trên đường đó từ những 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 cái con chim mà bị nhốt rồi đó thì ngài chú nguyện thì cũng đã có một cái từ trường đem đến cho cái người mà mà bán chim đó là phải mở cửa để phóng sanh trở về với bầu trời tự do và bao nhiêu người người ta chuyển được cái nghiệp từ những cái người mà trong cuộc sống mưu sinh này đó phải lâm vào trong cái hoàn cảnh khó khổ để gây những cái nghiệp mà truyền miên hết cái đời này sang đời khác thì bây giờ người ta đã dừng ngay cái nghiệp đó lại trở thành những con người cũng sống tự tại như là sư minh tuệ cho nên qua đây đó cái sức mạnh vô sông của ngài đó là gì là lòng dân là những cái người mà ta rất mến mộ ngài là qua cái hạnh lành đáng kính của ngài đó biết ăn chay nè biết là trừ bỏ đi tham sân si nè thực hiện được cái lý vô ngã nè đó cả cuộc đời của ngài đó đều coi theo cái gương hạnh của đức phật cho nên qua đây đó thì cái biết của anh đó là thông qua về cái giáo lý của nhà phật để mình mới thấy được từ cái thánh giáo lượng mà khi xưa á, gương của đức phật sống như thế nào thì hôm nay sư minh tuệ cũng sống như thế ấy Thí dụ như bây giờ Đức Thầy đã từng nói Câu phú quý Ngài không màng ước Chữ bồ đề như cõi bá tồng Ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng Thì là được định chừng diệu quả Cho nên qua đây đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là Ngài là luôn lúc nào đó Cũng là lìa cha già vợ đẹp con cưng Thân chẳng xá sông pha bờ bụi Ngài thổi ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu tri Là sau khi Ngài đi dạo trong bốn cửa thành Ngài thấy được cái cảnh sanh lão bệnh tử đó không phải là 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 cái nơi mà mình ước ao để mình phải dấn thân vào trong cái cõi đời này mà phải làm sao đó lìa khổ để tìm được vui, phải tìm cách nào đó phải diệt trừ sanh lão bệnh tử này làm chủ nó để con người được sống tự tại vô ngại, tìm về nước bàn tịch tịnh là con đường bất diệt bất sanh. Cho nên lúc đó là mấy đệ biết đó, trong cái độ tuổi mà 19 tuổi đó, thì người ta mơ ước biết bao nhiêu là cái thị dục ở thế gian phải không? giàu có danh lợi địa vị, ngôi cao bổng lộc nhưng mà đối với ngài đó chỉ là một cái con số không khi con người còn sống thì hưởng thụ nó khi con người mà bị vô thường đến rồi thì tất cả đều tiêu tan cho nên nó là có những thiền gia thạc đức khi mà người ta nhìn bằng cái ánh mắt thật trong cái cõi đời này thì người ta mới biết là ngoảnh lại nhìn đời như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không cho nên nó là sư minh tuệ ngài nhìn vào trong cái cõi đời này người cũng thấy cái đó không phải là cái thật cho nên bắt trước theo cái gương hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghiêm trì giới luật đó để cố gắng sống trong cái thiền định thiền định đặt làm thể trí tuệ đặt làm mạng linh hồn nhập liên qua siêu sinh vào cõi niết bàn cho nên mình mới thấy là ngài không có một cái tư lợi nào trong thế gian hầu như là ngài hy sinh cái quãng đời của mình làm sao để thành tựu được cái con đường chánh đẳng chánh giác cũng giống như là cái tâm giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni em hãy hy sinh hạnh phúc mình cho anh tìm đạo của nhân sinh tình ta nay đẹp mai gian dở thích lưu liếng làm chi một bóng hình đó thì, thì những người đó anh ta cũng đâu có thấy sư minh tuệ là một người mà mưu lợi như thế nào đâu đâu có phải làm gì bất chính đâu cho nên ở sau lưng sư minh tuệ thì đâu có cái thế lực ngầm nào phải không mà cả cuộc đời hy sinh như vậy thì sư minh tuệ mong muốn cái điều gì đó ấn thân vào nơi rừng sâu nơi núi sạn như vậy đó thì tối ngày đó ngài chỉ cần là thiền định thôi để làm sao thành tựu được con đường chánh đẳng chánh giác của mình vậy thì sư lưng, sau lưng sư minh tuệ có ai đó cho nên cái câu nói của chị thì chỉ là cái câu đó nói đón mò để thử lòng coi. Cái sự mà, cái sức hút của sư minh tuệ mà đối với tất cả mọi người khi hướng về chân lý Phật Pháp như thế nào. Đó, để từ đó đó, nếu mà chị á, mà thấy đó, 50 trên 50 mà chỉ cần chị vượt qua cái ngưỡng cửa 60 thì chị sẽ tạo lên drama để anh chi? Để cho mọi người hiểu biết chị là một cái con người mà tu theo trí tuệ mà vượt bậc hơn người. Mà từ hồi đó tới giờ thì mình thấy trong cái cung lúc nào chị dạ. phải không à, lúc này là tôi là cái người mà 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 đánh chủ cao. sở hữu à, đang đứng trên đỉnh cao mà không lẽ tôi cúi đầu xuống rồi này nọ dạ. chị rất là tự hào nhưng mà cái tự hào đó đó nên để cho mọi người dân người ta kính ái mình là đúng hơn khi mình khỏe khoe khoang tự đắc như vậy cho nên à, tôi nhớ lại một câu chuyện về này Asin à, ông dương tử là một cái người mà đi với lại các đệ tử của ông sau khi qua nước sở đó mới ghé lại một cái quán ăn mà quán ăn đó lại ông chủ quán ăn có hai người vợ một bà vợ thì cái dáng hình của bà đó thì không đẹp cho lắm nhưng mà đó lại cái 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 cách mà bà giao tiếp đó rất là niềm nở rất là hòa ái còn một bà vợ kia thì dáng hình của bà rất là xinh đẹp nhưng mà tánh tình của bà thì lúc nào cũng tự đắc khoe khoang cao có cho nên đó là những cái người mà nhân viên trong quán đó, luôn lúc nào cũng tỏ ra cái niềm kính ái đối với cái bà vợ lớn là cái người mà à, không có cái dáng đẹp nhưng mà cái tấm lòng của bà à, luôn lúc nào cũng hiền hậu hòa nhã yeah. cho nên từ đó ông dương tử ông mới dạy đệ tử ông thấy nói này các con có thấy không cái nết nó sẽ đánh chết cái đẹp tuy là cái người kia dáng hình không có xinh đẹp nhưng mà đổi lại cái tâm hồn của người ta luôn lúc nào cũng cởi mở cũng niềm nở cũng hòa ái cũng nhã nhặn đối với tất cả mọi người Có cái lòng khiêm cung như vậy Đó là điều mà chúng ta cần học yeah. Cho nên qua đây đó thì Đức Thầy cũng nói Khoe khoang tự đắc xảo trá đa ngôn à, Những kẻ mà Đa ngôn như vậy Thì thường làm cho thiên hạ khinh khi biệt thị Cho nên đó là ở trong cái thế gian này Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn Đã tu hành đừng có bôn chôn Tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán Người hiểu rành lại càng thêm chán Chi bằng ta bỏ lối chơi trêu Nói với ai cũng phải lựa điều đừng cháo trác cho người khinh dễ đó cho nên là trẻ với già Nhìn hai tử chữ từ khiêm thì đó chính là cái hạnh lành của mỗi con người tuy là mình cúi đầu thấp xuống nhưng mà cái đức độ mình cao phải không nhưng mà mình mà tỏ ra mà mình hơn người một cái điều gì đó luôn lúc nào mình cũng tranh đấu hơn thua với mọi người đó thì lúc đó là con người ta lại càng thụt lùi về sau nhiều chừng ấy cho nên khổng thánh ngài thường dạy chúng ta đó là thối kỳ tân như là thân tiên hay hoặc là có những cái câu nói ngạn ngữ mà chúng tôi thấy nó rèn cho chúng ta có được cái đức độ trong cái cách cư xử làm người đó là sao lúa càng chín thì càng gục đầu mà sông càng sâu thì càng tĩnh lặng cho nên mình lên đây rồi mình cứ đem lên những cái chuyện mà làm cho à, mọi người dân người ta đều có cái nhìn mà nó phải phân dân nó phải có cái sự lo lắng nó phải có cái sự ưu lự rồi thì nó lại là điều mà con người ta tạo ra những cái phản biện rất là gắt gao cho nên qua đây đó thì trong câu nói của chị là nhìn thấy ở phía sau sương minh tệ có một cái thế lực nào đó thì không có cái thế lực nào hơn là cái sức mạnh của tam bảo gia hộ và qua cái mà ngài giữ giới tinh nghiêm đó quý vị à thì cái giới lực đó là thành trì ngăn ngừa tất cả những cái điều ác để phát triển được cái hạnh lành thì không gì hơn cái sức mạnh của nội tâm đó quý vị, một khi mà người ta đã nhập vào trong cái thiền định an nhiên tự tại rồi thì cái câu chuyện mà hai con quỷ mà nó đã đánh vào đầu của ngài Xá Lợi Phất đó mà trong cái lúc mà ngài thiền định thì ngài vẫn thấy an nhiên giống như là cái chiếc lá rơi nhẹ trên đầu mình chỉ đau đầu một chút, nhưng mà không ngờ cái sức mạnh đó đó cái luật nhân quả nó đã tạo ra một cái cái kết rất là đắng cho những cái người nào mà đã 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 nhìn không đúng đối với bậc chân tu hay hoặc là gây hại những cái bậc a la hán đó. đó trong cái lúc mà người ta đã thực hành hạnh trang nghiêm thì phải rơi xuống địa ngục cho nên đó, cái sức mạnh của tam bảo gia hộ đó là gì là cái sức mạnh mà khi nội tâm của người ta đó luôn nhập vào trong cái thể an nhiên tự tại rồi đó quý vị à thì mình đọc lại trong cái kinh kinh bát nhã đó để xin yeah. thì có cái câu là Hành y bác nhã ba la mật đa cố Tâm vô quái ngại Vô quái ngại cố Vô hữu khủng bố Diễn ly điên đảo tất cánh nước bàn Khi mà người ta chứng được bác nhã rồi đó Lòng của người ta không còn mong cầu một điều gì Mà nó đi vào trong cái thể tánh chân không của Đức Phật rồi Sắc bất dị không không tức thị sắc Sắc tức thị không không tức thị sắc à, Thì lúc đó là mấy đệ biết là Cái sức mạnh của vô hình mà Sư Minh Tệ cũng thường nói đó quý vị ở trên đời này có cái vô thường và không có cái vô thường mấy đệ biết không có cái vô thường là gì không là thế giới hư không của chư phật hư không này nó có hình dạng sắc màu không nó có dài ngắn vuông tròn trắng đỏ nó có bờ mé gì không cho nên trên dương thế thì hữu hình tắc hoại nhưng mà cái gì trở về với thật tướng không của nó giống như đức thầy thường nói là vô pháp tướng mới là thật tướng thì cái hư không này ai làm hoại nó được thì cái đó là không có vô thường thì chính cái tánh phật cũng không có vô thường cho nên Sư Minh tại bây giờ đó Ngài đi như vậy để làm gì? Ngài nói trải nghiệm được tham sân si Trong cái quá trình mà Ngài tu tập như vậy Giữ giới để sanh định Định để sanh huệ Thì đó là cái con đường Mà Ngài đã chọn cho một cái hướng đi chính chắn của mình Cho nên qua đó trong cái lúc mà Ngài Đã thể hiện được cái lý vô ngã rồi đó Thì cái sức mạnh đó đó quý vị à dù ai có thể dùng cách này cách nọ dù ai có dùng cái thế lực gì thậm chí đó là làm hại đến thân sư minh tuệ đi chăng nữa đó thì ngài cũng sẽ sống vĩnh viễn bất diệt trường tồn trong lòng của tất cả mọi người yêu chân lý cho nên bây giờ đó chị hằng chỉ cần nói là một tiếng nói thì câu trả lời đó đã đã đưa ra rất là rõ ràng là tại sao là tại vì sau lưng sư minh tuệ còn có nhiều người rất là thương sư minh tuệ qua cái hành lành đáng kính nếu mà sư minh tuệ có làm cái điều gì đó không phải hay hoặc là ngài mưu lợi cho một cái điều gì đó trong cái ý nghĩ của ngài đó tạo ra một cái thế lực nào mạnh cho mình đó thì quý vị ơi lúc này là ngài không phải là con đường của ngài đi về đến cái chỗ là không đâu mà đến và không chỗ nào để mà ngài về đó là như lai tánh cái gì như lai giả như sở tùng lai diệt vô sở khứ cố danh như lai cho nên trong đạo phật thì đức phật thường hay nhắc nhở cho tất cả mọi người rằng các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi mà chính tự cái thắp đuốc đó lên mà đi đó là gì là con người ta nghiêm trì giới luật thì chính đức phật đã nói rằng sau khi ta tịch diệt ta có để lại giới luật giới luật nó chính là thầy các ngươi một thầy tu chân chánh phải biết trọng giới luật như là trọng phật cho nên sư minh Tuệ ngài giữ giới đến đổi mà bà lão đã 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 kể lại trong cái xúc động nghẹn ngào của mình là qua bốn ngày rồi sư minh tuệ không thọ nhận cái mà người ta đem đến để tự nhiên cúng dường trong gia đình của mình lúc mà ngài còn ở trong cái công ty cà phê của của anh Tuấn đó mà chỉ có cái hạnh đầu đà của người ta, ta là tự đi khắc thực để mà 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 quá duyên mà sống thì cái lúc mà gặp bà đó là cái sắc mặt của sư Minh Tuệ rất là nhợt nhạt bà ơi cho con miếng cơm à, thì lúc đó bà đã bưng bát cơm đến cho sư Minh Tuệ mà bà chạnh lòng bà nói là mấy lần trước tôi không thể cúng cho cúng cúng dường á sớt bát cho sư minh tại được mà lần này lại có cái nhân duyên mà thấy được cái 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 cái, cái hạnh lành của sư minh tại là biết là bà nói là ngài giữ giới rất là tinh nghiêm tôi hỏi một người mà giữ giới tinh nghiêm như vậy đó mình coi lại trong cái cẩm nang của phật pháp thì những người đó được chư thiên gia hộ như thế nào ở à, cho nên đó là ngài sống khi đau ốm thì trong cái lúc mà đi cùng tăng đoàn những người mà đã ngồi tọa thiền chung với sư minh tệ chưa thấy ngài bao giờ uống một liều thuốc nào đối với mình những cái bệnh mà cảm khi mà thời tiết bất hòa đệ thì ngài chỉ ngồi thiền định lấy cái sức thiền định đó mà hóa giải tất cả những cái nghiệp duyên nó không còn tham sân si nữa thì con người đâu còn nghiệp chướng mà không còn nghiệp chướng thì lấy gì là bệnh tật đó cho nên là Ngài thường hay nói lên một cái câu nói mà chính bây giờ đó chúng ta còn có cái sự cảm động Là con bây giờ không có tiền bạc, không có tài sản gì hết Chỉ còn có một thanh này Thương thì để con tu, còn không thương nó còn bắt nhốt con thì làm gì làm à, Rồi bây giờ á, con đi mà lỡ có nghiệp á Xe tông con á thì bà con thương á, thì chôn còn không thương thì để cho cá ăn vậy thì cái người mà hành được cái lý vô ngã đó vượt qua những cái phong ba thử thách trong đời thường quý cô bác anh chị em có thể nào mình ngủ trong nghĩa địa mà một tiếng hai tiếng hay hoặc là một đêm vậy mình ngủ mình chịu nổi không hay hoặc là nơi nhà quan hay hoặc là mơ nơi một cái gốc cây đồng vắng nào đó mình có thể chịu nổi như vậy không thử thách qua những cái cơn mà nóng bức dưới lại 40 độ mình có những cái bước chân trần đó mà trên cái lộ nhựa nóng bức như vậy không rồi thử coi mình đi trong những cái cơn mưa mà tầm tã mà cái y phục của mình phải 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 còn ẩm ướt như vậy đó mà mình chịu nổi không đó thì qua đó mình mới thấy được cái nghị lực phi thường trong sư minh tuệ đó sẽ cảm đến lòng trời và tất cả chư thiên là những người luôn bảo hộ sơ lưng của sư minh tuệ cho nên bây giờ đó ngài không có một tắc sắc ngài không có một cái lời nói gì đến tất cả ai mà đem đến cho ngài bao nhiêu buồn phiền sân hận mà ngài sống rất là tự tại an nhiên trong cái niết bàn chân tánh của ngài đó thì những cái người nào đó mà nói ngài chê ba trợn hay những người nào đó nói ngài không đúng thì tự nhiên những người đó họ hiện ra nguyên hình là những người đang còn trong cái tư tưởng tranh đấu sân si nhân ngã thì những người đó tự nhiên đó là người dân người ta biết người ta phân tích đâu là phải đâu là trái đâu là đúng đâu là sai đâu là người cần nên có cái tình thương và đâu là người mà cần phải sửa đổi những người đó hãy hồi tâm chuyển ý và phải biết quy y đầu phật trở lại với cái 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 nhân cách của mỗi con người để cái tiếng nói lương tri đó mà giúp cho người ta phát triển được cái hành lành và không còn lầm lỗi trong nhân quả để phải chịu cái kết đắng cay nữa cho nên qua đây đó thì theo anh nghĩ đó để ơi tu như sư minh tuệ đó thì ngài không có gây cái thế lực nào hết á ngài đã thấy được có nhiều khi người ta hỏi ngài đi đâu thì ngài nói con đi chừng nào mà con không đi nữa thôi tức là tức là ngài nói một cái câu nói mà khi mà mình nghiên cứu Phật pháp mà sâu sắc đó ha, mà hiểu được cái chân lý bát nhã, từ văn tự qua bát nhã, quán chiếu bát nhã và đến thật tướng bát nhã thì mới thấy cái câu nói đó là ngài hòa vào trong bản thể để tìm đến niết bàn. Niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh, nó không còn có ý niệm sanh, không còn có ý niệm diệt nữa thì như như bất động đó chính là Phật tánh. Đó, con đường ngài đi là hòa vào trong bản thể này, thấy không có cái ta nữa đó, thì làm gì có cái mà chúng ta phải lo âu sợ hãi cũng giống như bác nhã giải là tâm vô quái ngại tức là không còn sợ ngại vô quái ngại cố vượt qua những sợ hãi đó diễn ly điên đảo xa lìa tất cả điên đảo vọng tưởng để chứng ngộ niết bàn à, cho nên á, anh hiểu rằng á, sau lưng sư minh tuệ đó là gì là thần lực tam bảo gia hộ là sức hộ trì của chư thiên thần thánh và cái tình cảm của nhân dân đối với sư minh tuệ cho nên chỉ cần một câu nói của sư của của chị Minh Hằng thôi thì bao nhiêu người là cái người mà thương mến chị qua cái hạnh lành mà từ trước tới giờ chị làm từ thiện xã hội như thế nào mà bây giờ chỉ cần bất kính với sư Minh Tuệ. đó chỉ cần là một cái lời thách thức đối với sư Minh Tuệ thì người ta đã thấy được à chị là cái người mà đã có cái cái cái, cái tánh tự kiêu rồi từ đó đó mà người ta là một bậc chân tu người ta không có nói động tới chị cái điều gì cả người ta không có mang một cái tư tưởng tranh đấu nào tự nhiên chị lại soi bói vào trong cái hạnh lạnh của người đó một người bình thường mà mình đi so đo hay hoặc là mình tranh giành với bậc chân tu thì đây là một cái điều mà lầm tưởng một cái sự quan tưởng mà có thể nói là người dân ta không chấp nhận cho nên từ đó rồi mình mới thấy được cái hiệu ứng bây giờ đó thì chị phương hằng đã làm cho xích mích lòng dân rất là nhiều trong khi chị nói lên là tôi vì dân vì nước chứ thật sự người nào mà chỉ giúp thì người ta thọ ăn còn những người chưa giúp thì người ta cũng thấy bình thường thôi chị yeah. giàu chị ăn exactly. còn tôi giàu thì tôi cũng sống bình thường yeah. à, cho nên qua đây đó thì huynh à, huynh hai thấy đó thì trong cái lời dạy của đức phật đó, là mỗi người nên tự thấp đuốc lên mà đi tức là không có dựa dẫm vào ai cả mà mình chính là nơi nương tựa của chính mình thì đó thành trì giới lực nó sẽ là một cái sức mạnh nó sẽ là một chiếc áo giáp nó sẽ là một cái lưỡi gương tục tột bén để đoạn trừ tất cả vô minh phiền não để thành tựu được đạo bồ đề của mình cho nên đó là ai mà y theo bát nhã đó thì đắc tam miệu đa la tam miệu tam bồ đề thì chính đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác là điểm đến của sư minh tuệ cho nên anh thấy sau lưng của sư minh tuệ không gì hơn đó là cái sức mạnh vô hình đó là thần lực tam bảo gia hộ và sức cái tình cảm thân thương của 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 toàn dân là những cái người mà yêu chân lý đã tạo nên một cái sức bảo vệ cho sư minh tệ mỗi lần ai mà là người sống không đúng theo chân lý hay hoặc là thấy có điều gì đó mà người ta lại là vi phạm vào trong cái nhân quả trong cái nghệ thuật sống của đức phật đó, thì những cái người đó người ta sẽ sẽ không có cái thiện cảm nhưng người ta coi như những người đó là những cái người mà còn đang phải thực hành một cái hạnh tà pháp nào đó thì người ta cần phải có những cái lời nhắc nhở, khuyên nhủ là mong muốn làm sao những người đó phải cải tà quy chánh, đó phải thực hiện được cái hạnh lành của mình đó, là tin theo nhân quả, để rồi mình phải chuyển nghiệp đó đi trở thành là những con người thánh thiện, đó thì cái cảnh thế gian sẽ sống được an hòa, sẽ sống được thanh bình tuyệt hảo theo cái sự hiểu biết của mình nghiên cứu trong trong Phật đạo để nói lên được cái 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 um, hạnh lành của những cái bậc chân tu khả kính thì luôn lúc nào cũng có chư long thần hộ pháp gia hộ, luôn lúc nào cũng có thần lực tam bảo hộ trì đó, để cho tất cả những người đó người ta được sống trong cái chánh niệm đó, để trở về với con đường thanh tịnh là điểm đến của chư Phật là đỉnh cao của con đường giải thoát là cẩm nang tu học Phật pháp mà tất cả mọi người đều thấy được cái ý niệm đó và cố gắng rèn luyện các đức tính cho được yên tĩnh, hỷ lạc, nghiêm trang, quyết gắn công phu một lòng bước tới Niết Bàn đẳng có tế độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi quả báo. À, tới đây con xin tạm dừng và chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe.